dõi chương trình Việt Nam quê hương tôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Phương Anh sẽ giới thiệu đến quý vị lịch sử chống ngoại xâm từ phương Bắc của nước ta trong thời Tiền Lý và Triệu Việt Vương, cùng với sự ra đời của nước Vạn Xuân. Kính thưa quý vị, sau cuộc chiến của Bà Triệu khoảng 500 năm và thời kỳ lệ thuộc nhà Lương, có cuộc khởi nghĩa của Lý Bí. Lý Bí là người Thái Bình, Phủ Long Hưng, tổ tiên là người phương Bắc, cuối thời Tây Hán chuyển về phương Nam tránh nạn Bình Đao. Vào năm Tân Dậu 541, Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư hà khắc tàn bạo, mất lòng người. Lý Bí vốn học rộng hiểu sâu, văn võ kim toàn, thiên tư lỗi lạc, không bằng lòng với việc ngồi làm quan lại cho nhà Lương. Ngoài ra còn có tinh thiều tài giỏi, nhưng chỉ được bổ chức gác cổng thành, lấy làm nhục nên trở về làng theo Lý Bí, giấy binh khởi nghĩa. Bây giờ Lý Bí đang giữ chức giám châu ở Cửu Đức, liên kết với hào kiệt mấy châu đều được hưởng ứng. Tiêu Tư thấy thế quân khởi nghĩa mạnh, sợ không chống nổi, bèn cho người hối lộ rồi trốn chạy về Quảng Châu. Quân của Lý Bí chiếm lấy châu thành Long Biên. Nhâm Tuất năm 542, vua Lương sai Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng sang xâm chiếm. Quân Lương đi đến Hợp Phố bị quân Lý Bí đón đánh, 10 phần chết 6-7 phần. Chiến thắng này giúp Lý Bí kiểm soát toàn bộ Giao Châu, tức là miền Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam, cộng thêm quận Hợp Phố thuộc Quảng Đông Trung Quốc hiện nay. Mùa hạ tháng 4 năm 543, vua Lâm Ấp cướp quận Nhật Nam bị tướng Phạm Tu đánh tan ở Cửu Đức. Vào năm 544, Lý Bí tự xưng Nam Việt Đế, đặt niên hiệu Thiên Đức, dựng lên quốc gia là Vạn Xuân với mong muốn đất nước hòa bình mãi mãi. Mùa hạ tháng 6 năm 545, nhà Lương cho Dương Thiêu làm Thứ sử Giao Châu, Trần Bá Tiên làm Tư Mã. Bá Tiên làm tiên phong dẫn quân đi trước tới Giao Châu. Vua Lý Nam Đế cho 3 vạn quân ra chống cự, bị thua ở Chu Diên, lại thua ở cửa sông Tô Lịch. Lý Nam Đế chạy về thành Gia Ninh, quân Lương đuổi theo vây đánh. Mùa xuân tháng Giêng năm Bính Dần 546, Bá Tiên chiếm được Gia Ninh, Lý Nam Đế chạy vào đất người Lào ở Tân Sương. Bá Tiên đóng quân ở cửa sông Gia Ninh. Mùa xuân tháng 8, vua cho 2 vạn quân đóng ở hồ Điển Triệt. Quân Lương sợ không dám tiến vào. Đêm đó, nước sông dâng cao 7 thước. Bá Tiên nhân đó dẫn đoàn bộ binh tiến vào theo dòng nước. Quân Lương đánh trống reo hò tiến theo. Vua Lý Nam Đế vốn không phòng bị nên thế quân tan vỡ, bèn lui vào động Khuất Lạo, ủy cho Triệu Quang Phục giữ việc nước, cầm quân đánh Bá Tiên. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm 547, Triệu Quang Phục sau nhiều ngày cầm cự với Trần Bá Tiên chưa phân thắng bại. Trước quân số quá đông của Trần Bá Tiên, Triệu Quang Phục không chống nổi, bèn cho quân rút vào đầm Dạ Trạch. Đầm này ở huyện Chu Diên, cây cối tùm, bụi rậm che kín, chỉ có thể dùng thuyền độc mộc nhỏ chống xào đi lướt trên cỏ mới đến được. Triệu Quang Phục thông thuộc đường nên dẫn theo 2 vạn quân. Ông dùng chiến thuật du kích, ban ngày không để khói lửa và giấu người, ban đêm dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại của Bá Tiên, cướp hết lương thực vũ khí, giết và bắt sống rất nhiều, lấy được lương thực để làm kế cầm cự lâu dài. Tháng 3 năm 548, nghe tin Lý Nam Đế mất trong động Khuất Lão, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương. Năm 550, Trần Bá Tiên mưu tính bao vây lâu ngày để làm quân của Triệu Việt Vương hết lương, quân mệt mỏi thì có thể phá được. Gặp lúc nhà Lương có loạn hầu cảnh, gọi Trần Bá Tiên về, ủy cho tỳ tướng là Dương Sàng ở lại. Triệu Việt Vương tung quân ra đánh, Dương Sàng chống cự, thua chết, quân Lương tan vỡ chạy về Bắc. Anh của Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo, ở đất của người Di Lạo, xưng là Đào Lan Vương, lập nước gọi là nước Giả Năng. Năm 555, Đào Lan Vương mất ở nước Giả Năng, không có con nối, quân chúng suy tôn Lý Phật Tử lên nối ngôi, thống lĩnh phân chúng. Năm 557, Lý Phật Tử đem quân xuống miền Đông đánh nhau với quân của Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình. 5 lần giáp trận chưa phân thắng bại, nhưng quân của Lý Phật Tử luôn thua. Ngờ là ông Triệu có thuật lạ, Lý Phật Tử bèn xin giảng hòa. Nghĩ rằng Lý Phật Tử là người trong họ của Lý Nam Đế, Triệu Vương không nỡ cự tuyệt, bèn chia địa giới ở bãi Quân Thần, nay là hai xã Thượng Cát, Hạ Cát ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, cho ở phía Tây. Lý Phật Tử dời đến Thành Ô. Lý Phật Tử có con trai là Nhã Lan, xin lấy con gái của ông là Triệu Cảo Đương. Ông bằng lòng kết thành thông gia cho Nhã Lan ở rể. Triệu Quang Phục quá tin vào sức mạnh quân sự của mình, mất cảnh giác nên ông đã suy yếu đáng kể. Nội tình của Triệu Việt Vương đều bị Lý Phật Tử nắm rõ. Năm 571, Lý Phật Tử đem quân đánh. Ông yếu thế không thể chống được, bèn đem con gái chạy về phía Nam, tìm nơi đất hiểm để ẩn náu. Nhưng đi đến đâu cũng bị quân của Lý Phật Tử đuổi theo sát gót. Ông cưỡi ngựa chạy đến cửa biển Đại Nha, bị nước chắn, bèn nhảy xuống biển tự vẫn. Lý Phật Tử lên làm vua cả nước, đóng đô ở Phong Châu. Vì ông cũng xưng là Lý Nam Đế, nên đời sau gọi là Hậu Lý Nam Đế để phân biệt với Lý Bí. Năm 602, vua Tùy xuống chiếu sai thứ sử qua châu là Lưu Phương, thống lĩnh 27 doanh quân sang đánh nước Việt. Quân Tùy đến núi Đô Long gặp quân Lý, Lưu Phương đánh tan hết rồi tiến quân sang đến cạnh dinh của Lý Phật Tử. Lưu Phương lấy họa phúc mà dụ, Hậu Lý Nam Đế sợ hãi xin đầu hàng.
bị quân Tùy bắt đưa về Bắc rồi chết. Nước ta lại rơi vào tay nhà Tùy sau 57 năm độc lập dưới thời Tiền Lý và hậu Lý Nam Đế. Quý vị vừa theo dõi lịch sử của nước ta thời Tiền Lý và Triệu Việt Vương, cũng như sự hình thành của nước Vạn Xuân. Trong phóng sự tiếp theo, Phương Anh xin gửi đến quý vị những cuộc đấu tranh tiêu biểu của thời kỳ Bắc thuộc và độc lập trong thời phong kiến của nước ta. Kính thưa quý khán thính giả, trong mục đích nhìn lại lịch sử đất nước, Phương Anh sẽ cố gắng thu thập, tìm hiểu nhằm gửi đến quý vị những thông tin mà chúng tôi có được về từng vùng đất của Việt Nam. Vì vậy chắc chắn những thiếu sót là khó tránh khỏi. Mong quý vị cùng góp ý với chúng tôi với hy vọng những thế hệ người Việt tiếp theo sẽ hiểu chính xác về quốc gia, dân tộc mình. Mọi đóng góp xin gửi về vietweb@rfa.org. Phương Anh xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong phóng sự kỳ tới.